Con nghe thấy cô chưa hả Mạnh? Rồi. Ok, bài này có từ mới thêm nào không con? Con đọc nào. Từ nào con? Con gạch chân trên màn hình nhớ cô. Có từ nào mới thì bảo cô. Từ nào con? Đâu mà anh? Cô chưa nhìn thấy. Đâu? Hai con đọc lên luôn cho nhanh. Đọc lên cái từ đấy xem nào. Là từ different. Different. Different ở đây là khác biệt nhá. Được chưa? Khác biệt, khác nhau. Thôi, được rồi, để cô dịch nhá. Để cho cô dịch chậm này. Today we are going to learn about custom and traditions. Có nghĩa là hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phong tục và truyền thống. Do you think they are the same? Có nghĩa là các em có nghĩ chúng giống nhau không? Me này. I think they are different, but it's hard to explain now. Em nghĩ là chúng khác nhau, nhưng thật khó để giải thích là khác như thế nào ạ. Nick này. Theo em, phong tục là cách làm đã được mọi người chấp nhận, và truyền thống là điều đặc biệt và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Teacher này. Đúng vậy, chính xác. Hãy cho cô một ví dụ về phong tục nào. Gia đình em có thói quen ăn tối lúc 7 giờ đúng ạ? Thật vậy sao? Vâng ạ, gia đình em phải có mặt tại bàn ăn đúng giờ. Thật thú vị. Vậy truyền thống như thế nào vậy Phong? Gia đình em có truyền thống tới chùa vào ngày mùng 1 hàng tháng. Cậu đang đùa đấy à? Không hề, gia đình mình đã tiếp nối truyền thống đó qua nhiều thế hệ. Các em đề cập tới gia đình nhưng còn phong tục và truyền thống xã hội thì sao Nick? Dạ, ở Anh có nhiều thói quen về phép tắc ăn uống. Ví dụ chúng em phải dùng dao và dĩa trong bữa ăn. Rồi người Anh có truyền thống là dùng trà chiều lúc 4 giờ. Nghe thật là tuyệt. Bây giờ bài tập về nhà nhé. Các em hãy tìm thông tin về một phong tục và hoặc truyền thống và các em sẽ làm bài một cái bài thuyết trình ngắn vào tuần tới. Đã hiểu cái bài này chưa hả hả Mạnh? Rồi. Ok được rồi, có từ nào mà chưa rõ nghĩa nữa không? Không. Cứ bảo với cô, nếu mà có từ nào mà chưa rõ nghĩa thì hôm nay về nhà đọc lại bài rồi sau đó là nhắn tin những cái từ đấy viết vào một tờ giấy và chụp lên cho cô để cô viết từ mới cho con nhá. Nhớ chưa? Được chưa? Nào, Rồi. tiếp tục nhá. Find a word or phrase. Con có sách textbook lớp 8 ở đấy không? Con có sách chứ đúng không? Có sách không mày? Ừ, được rồi. Thế thì có sách thì mới làm được bài tập, không có sách là không làm được đâu. Chúng ta sẽ đến bài tập này. Find a word or phrase that means. Có nghĩa là hãy tìm từ hoặc là cụm từ có nghĩa là từ 1 đến 6 ấy, được chưa? Số 1 là đồng ý, ví dụ nhá. Số 1 agree đây là đồng ý, chấp nhận. Thì cô sẽ tìm được cái từ ở đây là từ accept, được chưa? Thì cô sẽ điền là từ accept, accepted chứ nhầm. Đây là quá khứ. Được chưa? Thì cô sẽ viết từ accept ở bên cạnh. Hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm chưa con? Nào, con tìm những cái từ hoặc là cụm từ có nghĩa giống với cái 6 cái từ này cho cô trong bài, được chưa? Cô làm mẫu cho cô một rồi, con chỉ làm các câu còn lại thôi, làm đi.
Mạnh viết lên trên màn hình luôn cho cô nhá. Xong rồi. Nói lại xem nào, phải là con xong rồi, nhớ chưa mày? Nhớ chưa? Trả lời cô. Rồi. Câu số 2 này. Generation chính xác, câu số 3 sai nhá. Totally correct ở đây phải là spot on, có nghĩa là chính xác. Số 3 phải là spot on. Số 4 exactly on time có nghĩa là đúng giờ đấy. Chính xác cái giờ đấy thì phải là sharp. Được chưa? Số 5 là social con ạ. Relating to human society, đây là liên quan tới xã hội con người, thì đây phải là xã hội thì phải là tính từ nhá. Ở đây phải là social. Còn society nó là danh từ. Còn số 6 là table manners. Lưu ý manner phải có s vào. Được chưa? Được chưa? Bị sai cái từ chính xác đấy. À, bị sai cái từ chính xác. Chính xác không phải là spot on nhá. Được chưa? Và đúng giờ, chính xác cái giờ đấy thì phải là sharp. Được chưa? Sai mất câu 3, câu 4. Đã nhớ chưa mày? À.
Ok, về nhà ôn tập từ mới cho cô nhá. Được chưa? Ok. Và mình sẽ học bù buổi thứ hai và tối chủ nhật lúc 9 giờ. Nhớ chưa con? Nó học Tối chủ nhật lúc 9 giờ. Làm sao? đôi tự giải Hả? Là sao con? không học buổi chủ nhật. À, không học buổi chủ nhật. Thế cô cho học tối thứ bảy lúc 9 giờ nhá. Được không? Ừ, học tối mai luôn nhá. Ok, được rồi. Mình học bù cho buổi thứ hai mà. Ok. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you.